Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Talk Show Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan. Nhân ngày Father Day, ngày của cha, thì Xuân Lan rất là muốn được ngồi nói về tình cha trong một cái không gian ấm cúng. Thì Xuân Lan hôm nay hân hạnh mời được tới phim trường một nghệ sĩ, một người cha mà tin chắc rằng câu chuyện của anh sẽ lan tỏa những cái cảm xúc rất là tích cực đến tất cả những người đang có cha, đang làm cha và những người sắp được làm cha. Xin giới thiệu nghệ sĩ Quang Minh. Dạ. Thôi trước tiên xin chào cô gái trẻ đẹp Xuân Lan. Dạ em cảm ơn anh. Chào các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Ngại Nói. Nhưng mà theo Quang Minh nghĩ hôm nay Quang Minh ngồi đây không phải là chương trình Chuyện Ngại Nói đâu, mà là Chuyện Không Ngại Nói. À, Chuyện Không Ngại Nói. Tại vì cái slogan của tụi em là biến những chuyện ngại nói thành những chuyện phải nói. Đúng rồi. Có những là có những cái tâm sự mà thực ra có những người họ chia sẻ ra được á, thì đó là một cái điều vừa tích cực cho họ mà vừa tích cực cho những người nghe luôn. Bởi vì bản thân khi mà tụi em xây dựng cái chuỗi chương trình này là tụi em muốn lan tỏa những thông điệp tích cực. Khi mà tụi em nói về căn bệnh thì tụi em sẽ cho khán giả biết là nếu có căn bệnh như vậy phải chữa bệnh như thế nào. Và đúng đừng rồi. Có nghe lời lang băm quảng cáo, phải chữa đúng nơi đúng chỗ. Đúng hoặc rồi. Khi em nói về tình mẹ thì em sẽ nhắc nhở rằng những người mẹ nuôi con chưa đúng cách hoặc là quan tâm con chưa đúng cách thì sẽ biết như thế nào. Và ngày hôm nay em rất là hân hạnh mời anh Minh tới đây để nói về cái ngày đặc biệt của ngày đặc biệt nhất trong năm của những người làm cha, ngày Father Day. Trước khi anh em mình trò chuyện với nhau nha, mình xin phép, tại anh cũng biết em quá lâu rồi. Dạ. Mình anh em cho thoải mái. Thì bây giờ anh, trước khi em hỏi anh hay là mình nói chuyện với nhau, anh muốn hỏi em lý do tại sao mà em muốn mời anh vào cái chương trình Father Day. Là tại vì thật sự anh Vinh, em thấy hai cô con gái lớn với anh, với cái tâm sự của một người cha đang ở xa con. Con anh đang ở Mỹ, anh đang ở Việt Nam. Và cái câu chuyện của những người cha trong showbiz lịch sẽ có rất là nhiều. Người cha nào cũng thương con, nhưng một cái người cha mà có cái chiều sâu và cái thâm niên và có những cái nỗi lòng mà thực ra em nhìn một người em sẽ biết cái nỗi lòng của họ ở cái chiều sâu như thế nào. Thì những cái câu chuyện đó em muốn mời anh Minh ngồi, tại vì em chứng kiến cái câu chuyện là hai đứa bé đó lớn lên như thế nào, được mẹ đó rất là tự hào khi khoe về hai đứa bé. Và trong cái câu chuyện đó thì em hôm nay cũng là hai đứa bé đó hạnh phúc vì cái sự tự hào của người mẹ. Em rất là muốn nghe người cha tự hào về con và lan tỏa cái thông điệp tình yêu thương của người cha dành cho con như thế nào. Ok, hôm nay hai anh em tâm sự thật lòng nha. Dạ. Là có trong tâm tư suy nghĩ anh như thế nào, anh sẽ trải lòng ra cho tất cả các bạn nghe, cho Xuân Lan nghe. Dạ. Rồi. Bao nhiêu lâu rồi anh không gặp con nè? Anh về lại Mỹ ngày 23 tháng 11 thì anh gặp con anh cái thời gian đó, rồi 23 tháng 1 anh trở lại Mỹ cũng mấy tháng rồi. Rồi là bây giờ có nghĩa là rất là nhiều tháng rồi chưa có gặp lại hai cô công chúa. Anh nhớ không? Nhớ chứ em. Anh thú thiệt với lại các bạn á, cha mẹ mà ai lại không nhớ con, nhất là càng ở xa nữa. Anh hễ mà bây giờ mà cứ mỗi lần anh đi ra đường, mặc dầu cho dù con nó lớn đi chăng nữa thì cái hình ảnh con anh nó còn 3-4 tuổi nó vẫn in hoài trong đầu anh. Hễ mà anh thấy mà có cặp vợ chồng nào hay là có người cha nào mà chở con đi ở trên xe gắn máy hoặc là dẫn đi ngoài đường, tự nhiên anh hơi bị chạnh lòng một xíu. Anh nhớ, hơi nhớ con nhỏ, nhớ con. Đó là những cái câu thật ra là để em biết được là để thuyết phục một người cha thể hiện tình cảm với con là một cái điều rất khó. Bởi vì đa số xu hướng là những người đàn ông yêu là để trong lòng, không có nói ra. Những người mẹ là mẹ yêu con, con là con gái yêu của mẹ, mẹ tự hào về con gái xinh đẹp của mẹ, rồi kể cái quá trình mang thai, quá trình sinh con ra cho con bú, rồi thay tã thay sữa, rồi nuôi con lớn mỗi ngày. Thì những người mẹ là những người nói mỗi ngày và chúng ta thấy rất nhiều. Nhưng để một người cha có thể kể lại cái quá trình
tình thương của con từ lúc con trong bào thai rồi lớn lên rồi sinh ra, giống như là ký ức như vậy. Thì những người cha nói ra là rất là ít. Hầu như đó, người cha ít bao giờ mà nói ra tình cảm của mình yêu thương con như thế nào đó. Nhưng mà riêng anh á, đối với con của anh á, thì người ta, ông bà ngày xưa nói con rất đúng. Con gái nó như là một người tình kiếp trước của một người cha vậy. Mà thật sự đối với con anh á, anh suy nghĩ còn hơn nữa. Chứ tình yêu trai gái nhau là bình thường rồi. Nhưng mà đối với con anh á, anh không bao giờ say no với nó một điều gì hết. Khi mà anh còn ở cực gần với nó, lúc đó còn nhỏ hay nữa, chị Đào thì xông tham rồi còn la nó này nọ, anh rất la lắm. Anh hãy mà nó muốn cái gì là anh cũng chiều. Nhiều khi mình nghĩ cái đó là sai đi, nhưng mà anh không thể nào nhìn con anh nó buồn. Anh không thể nào nhìn con anh thí dụ như nó đang muốn một cái gì đó, anh nói thôi con này nọ, anh không nỡ nhìn nó thấy nó. Có nghĩa là không từ chối được không con. Từ chối được không từ chối được hết. Con cái gì hết. Mà gọi là chiều con vô điều kiện luôn. Chiều con vô điều kiện. Nhưng mà đối với anh á, trước mặt con anh không bao giờ anh tỏ ra anh là cha của nó, anh là ba của nó hết. Anh muốn xem con anh giống như là anh với con giống như hai người bạn vậy đó. Từ nhỏ luôn. Từ nhỏ tới lớn, anh không bao giờ con phải vậy nha, không. Thí dụ như mình muốn con mình ráng học, là anh nói con thấy bà chạy xe Mercedes đã không ráng đi. Nhưng mà nhiều khi nhẹ nhàng quá, ngọt ngào quá, con không hiểu. Tại vì khi mà em nói chuyện với lại cũng là một người nghệ sĩ, nói về cái cách nuôi dạy con thì chị rất là cứng trong cái việc dạy con tự lập, và con phải tự thân vận động cho con. Còn hôm nay em nói chuyện với anh là anh là một người chiều con vô điều kiện. Vô điều kiện. Tại vì nhưng mà anh âm thầm theo dõi nha. Giống như anh với chị Đào có một cái deal với nhau. Chị Đào chỉ cứng đi, chị Đào chỉ đấm anh xoa. Cứ mỗi lần mà chị Đào la nó cái gì á, là sau đó là anh là xoa. Còn hoặc là hôm nào mà anh chịu không nổi anh la tụi nó, thì chị Đào xoa. Hai người phối hợp với nhau như vậy đó. Chứ tại vì anh có một cái suy nghĩ như vậy. Anh không bao giờ, anh nói về chuyện học hành nha, anh không bao giờ bắt con anh phải học bác sĩ, con phải học lớn lên con phải dạy, không. Anh muốn con anh là con thích gì con học, mình có hướng dẫn đó, nhưng mà cái quan trọng là nó thích hay không thích nữa. Cho nên anh muốn là con anh cứ thoải mái, nhưng anh sợ nhất là nó hư. Anh sợ nhất là nó hư, cho nên đó, anh âm thầm theo dõi nó. Thí dụ ngày hôm nay nó đi học về sao, hay là lâu lâu mình coi cái thái độ của nó làm sao, anh đứng sau lưng đó. Năm nay hai bé là mấy tuổi rồi anh hả? Con gái lớn của anh năm nay cũng lẹ ghê, mấy ngày nào đây 24 gần 25. Wow. Còn tí tẹo là Sophia là năm nay sắp sang 19 rồi. Thì giờ anh bây giờ còn lo cho con mình bị hư không? Lo chứ em. Vẫn lo nhưng mà nói anh được may mắn một điều là giao hai đứa nhỏ cho chị Đào, anh rất tin tưởng chị Đào. Phải nói là một người sống hy sinh hết về con, là anh, một người mẹ hy sinh chị một con gì con. Tại sao anh nói vậy? Tại vì có một đôi lần anh thấy mình không nói ra, hôm nay nói ra nè. Ngay cả chị Đào anh cũng chưa bao giờ nói những cái chuyện đó hết á. Thì thường thường á, ở bên bên Mỹ á, thì tụi anh hai đứa con anh nó phải nói là tội nghiệp đó. Tội nghiệp là tội nghiệp chỗ nào? Tội nghiệp là thường thường á, cái nghề của mình mà, nghề của anh chị mà, cứ mỗi lần lễ hay weekend á, là hai chồng đi show. Đi diễn hết. Đi diễn. Rồi hai đứa nhỏ là về ông bà ngoại. Đó biết không? Thí dụ đi diễn về thì thường ở bển thường thường diễn xong là thức trắng luôn, sáng ba về. Cái chị Đào chỉ lỡ hứa với lại hai đứa nhỏ là chủ nhật này mẹ chở tụi con đi coi phim. Cái bữa đó tụi anh đi show về sáng tới sáng chủ nhật rồi, giờ tới trưa rồi mệt quá rồi, anh nói chị Đào thôi nhà nghỉ đi, em đi chi. Chị Đào thôi, đã hứa với tụi nhỏ rồi, chị mới hy sinh để chở hai nhỏ vô coi phim, để vô đạp tôi ngủ mời.
có những cái đó mình nể phục anh em, anh thấy nể phục. Còn hoặc là nói chung chị Đào cái gì cũng con hết. Tại vì em có lần được quay một cái game show mà chị Đào dẫn chương trình với lại Đại Nghĩa, thì em với lại con gái em là hai cái người khách mời để tương tác trong cái show đó. Thì khi mà chị Đào thấy bé Thỏ, cái mắt chị Đào sáng bừng, cái ôm bé Thỏ vô lòng, cái hỏi con sao, rồi con có yêu mẹ không này nọ. Cái tự nhiên chị Đào buông quá, chị Đào ngồi thẫn rồi nói em ơi, chị nhìn bé Thỏ chị nhớ hai đứa con chị quá. Nhớ chứ em. Nhớ quá, xong rồi cái bắt đầu chị Đào khoe về hai đứa con là mắt chị Đào sáng lên. Mà thực ra em biết những người mẹ yêu con thật sự á, khi nhắc tới con mình đó là niềm tự hào rất là sáng, là tỉnh táo hẳn hoàn toàn luôn. Thì em biết đó là một cái trái tim của một người mẹ hết lòng vì con đó. Nhưng mà như hồi nãy em nói, người mẹ thì luôn luôn tự hào về con, khoe về con là chuyện bình thường. Nhưng ngày hôm nay em thấy đúng kiểu là em với anh ngồi đây, anh chấp nhận anh đến cái talk show này để nói. Nhưng cái khi mà anh nói về cái cảm xúc của người cha dành cho con á, thì cái cảm xúc của người đàn ông cũng khác cái sự cảm xúc và bày tỏ ra của người phụ nữ. Nó có quá khó cho những người đàn ông thể hiện cái tình cảm với con mình không anh? Em, cái đó là tình cảm mỗi người có một cái cảm xúc khác nhau, mỗi người có một cái cư xử khác nhau hết. Nhưng mà đối với anh như vậy, ai muốn hiểu sanh thì hiểu, nhưng mà đối với anh, con anh là trên hết. Anh sung sướng lắm. Anh sung sướng là anh thấy thường thường con ở bên, anh không biết Việt Nam làm sao, ở bên Mỹ á, thường thường con nít nó lớn lên, nó nằm ngay cái tuổi teen á, cái tuổi mà nó tuổi dậy thì đó. Tuổi dậy thì. Dạ. Mà nó hư hay không hư thì đa số nó rớt vào cái tuổi đó. Dạ. Nhưng mà anh được may mắn một điều là cho dù anh với chị Đào, tại vì sau đại dịch cho nên chị Đào có điều kiện gần tụi nó nhiều hơn. Chứ nói đúng ra anh với chị Đào, cái thời gian gần với tụi nhỏ nó không được nhiều giống như những người cha mẹ bình thường. Em biết không, đa số là tụi anh gửi nhà ông bà ngoại. Tụi anh cũng có may mắn, cũng có bà ngoại lo lắng dạy dỗ tụi nó. Thì cho tới ngày hôm nay, anh dám tự hào một điều là anh dám tự hào nói với mọi người là con nó rất ngoan. Dạ. Hai đứa nó rất ngoan. Hai đứa rất ngoan. Và cái hạnh phúc nhất của anh bây giờ là không những hai đứa nhỏ nó ngoan mà hai chị em nó càng thương nhau, anh càng thấy sung sướng. Hai chị em thương nhau là cái điều mà ba mẹ sẽ hạnh phúc nhất. Và hai, nhưng mà sao anh nói câu này anh trào nước mắt vậy? Xin lỗi em. Em biết không, hình như Có lẽ là anh đang sống xa con họ lâu quá. Rồi tự nhiên ngày hôm nay á, mình lại nói chuyện vào đề tài về người cha, về con anh. Nó làm cho cái hình ảnh của ngày xưa nó hiện vào trong đầu anh nhiều lắm. Cái hình ảnh con anh lúc nhỏ nó dạy như thế nào, anh chăm sóc nó như thế nào. Rồi bây giờ lớn hết rồi, tụi nó cũng trưởng thành. Cho dù con bây giờ nó trưởng thành, nó hai mấy tuổi hay mười mấy tuổi gì chăng nữa, nhưng mà tại sao không đầu anh lúc nào anh cũng nghĩ là nó còn nhỏ. Nó còn nhỏ. Nó còn nhỏ.
Và nếu mà nói về suy nghĩ tới từ nhỏ đó, hình như anh cứ lo. Sao anh lo vậy anh? Anh lo chứ em. Anh lo là thí dụ nay mai này nó lớn, nó trưởng thành, mỗi lần nó trưởng thành rồi thì cuộc sống nó tiếp tục như thế nào thế nào. Nó cứ vậy đó, cái tâm trạng của một người người cha đủ thứ hết á. Tại vì em biết là ngày khi mà anh ở gần tuổi nhỏ đó, anh không cho tụi nhỏ làm gì hết. Tụi nhỏ chỉ có một cái nhiệm vụ ngủ, ăn ngủ rồi học thôi. Còn anh rất là hạnh diện và anh rất là thích thú khi anh chăm sóc tụi nó. Rồi anh lo đủ thứ, dọn dẹp phòng cho tụi nó, rồi giặt đồ, giặt đạt, xếp đồ, xếp đạt cho tụi nó, cho tới khi nó lớn luôn. Nhiều khi chị Đào còn la anh nữa, nhưng mà anh thích làm như vậy. Còn chị Đào thì nói dạy dỗ nó, còn anh thì anh thích, anh có thời giờ gần tụi nó thì anh làm những cái chuyện đó cho tụi nó. Nhưng mà anh làm nhiều thứ cho hai bé đó, nhưng mà hai bé đã có làm gì cho anh chưa? Đối với con cái thì anh quan điểm là anh chỉ cần nó thương anh là được rồi. Cần nó thương anh với hiểu anh là anh đủ rồi. Mà cho tới bây giờ thì anh có tự tin về con anh hiểu anh không? Cho tới bây giờ nha, nếu nói là không ngại nói thì anh cũng xin nói thật. Cho tới ngày hôm nay thì mỗi lần nghĩ tới hai đứa con của anh cảm thấy anh có lỗi với tụi nó. Tại sao anh lại có lỗi với con? Anh có cảm giác anh có lỗi với tụi nó là gì? Vì chuyện của người lớn mà làm cho con của anh nó không được, cha mẹ không được gần nhau. Nó ở bên mẹ thì nó không có ba, mà nó ở bên ba thì nó lại không có mẹ. Anh cứ hối hận hoài cái chuyện đó. Anh cứ cảm giác anh có lỗi với hai đứa con anh về cái chuyện đó. Nhưng em nghĩ vậy nè, cái câu chuyện ở trên cái cuộc sống này, trong cái cuộc sống này nó có rất là nhiều những cái duyên. Và duyên vợ chồng là một cái duyên, có duyên có nợ thì mới ở với nhau. Chỉ có một quan hệ mà mình không thể phủ nhận trong cuộc đời mình và nó đi theo mình đến suốt đời, đó là quan hệ cha con, mẹ con. Đúng. Chỉ còn quan hệ vợ chồng thì đâu có ai biết chắc được. Thực ra bản thân giống như là mình kết hôn với một người nào đó, mình rất hy vọng là mình đi với người đó đến suốt cuộc đời. Mình đứng trước bàn thờ, mình có thể mình làm lễ. Em ấn tượng trong một cái lễ cưới của người Công giáo là đứng trước là con thề là con sẽ yêu thương cho dù ốm đau bệnh tật hoặc là cho gì đó đến suốt đời. Nhưng đó là lời thề. Nhưng mà sau đó có những người con xin lỗi vì con không làm được cái lời thề đó. Tại vì em thì em tin vào cái dạng như hơi Phật giáo là em tin vào duyên phận. Giống như là cái cuộc ly hôn của Bill Gates mới đây á, thì có một cái câu rất là hay sau đó là chúng ta đã đi hết cái con đường đẹp đẽ đó rồi, thì bây giờ chúng ta nên mỗi người có một con đường riêng để cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Nhưng cái tình thương và cái sự trân trọng nhau vẫn còn ở đó. Đúng em. Hồi nãy anh chưa nói hết. Anh nói cho em nghe nè. Anh nói đây á là anh cảm giác anh có lỗi với hai đứa con anh. Dạ. Là tại vì hai vợ chồng không đi được tới suốt cuộc đời, làm cho hai đứa nhỏ có lúc bên mẹ, có lúc bên ba. Nhưng cái chuyện hai vợ chồng không còn với nhau nữa, tốt nhất không còn duyên nữa, tốt nhất là chia tay. Mọi người từng nói anh mà, ủa tại sao anh chia tay với chị Đào vậy? Là tại vì anh nói là chính vì anh còn thương chị Đào nên chia tay đó. Anh biết tại sao? Tại vì bây giờ hai vợ chồng càng sống, mỗi người càng một cái quan điểm khác nhau hết. Rồi bây giờ cứ ráng gì con cái sống với nhau. Khổ hai người không? Khổ hai người. Không vui. Cho nên chính vì vậy giải thoát cho nhau. Còn mai sau này nếu mà hiểu va nhau nhiều hơn, làm bạn vẫn là tốt hơn. Nhưng mà hai con có hiểu anh về điều đó không? Anh nghĩ hai đứa con nó sẽ hiểu khi nó lớn. Bây giờ em thấy 19 tuổi với 25 tuổi là lớn lắm rồi chứ. Nhưng mà thật lòng mà nói em,
cái chuyện nào cũng vậy đó. Thường thường con gái nó bên mẹ nhiều lắm. Có đúng. Nghĩa là hình như trong cái quan hệ của anh với hai đứa con bây giờ đang có một chút hiểu lầm. Có một chút. Nó chưa hiểu hết về ba nó. Và nói thẳng là anh chưa có cái thời gian để anh nói chuyện hai đứa nhỏ. Chỉ vậy thôi. Mà em nghĩ là chắc với cái sự nuôi dạy tuyệt vời của chị Đào và với cái giống như anh nói về hai cô con gái của mình đó, là hai bạn rất ngoan. Tất nhiên là cái hình ảnh gia đình của anh và chị Đào chăm chút cho hai đứa con ngọt ngào từ nhỏ đến lớn, nó đầy đủ tình thương, thì tất nhiên là hai con luôn luôn muốn giữ một cái gia đình như vậy cho đến suốt đời. Thì cho tới bây giờ thực ra nói về cái góc độ của hai bạn cũng dễ hiểu, là hai bạn bị tổn thương khi ba mẹ không còn giữ một cái gia đình đó nữa. Đó. Và bạn thương ba, bạn cũng thương mẹ, và bạn muốn những người thương của mình sẽ ở cùng nhau. Nhưng mà có thể là bạn chưa hiểu cái tâm sự của anh. Thì anh nghĩ là như vậy. Thì anh nghĩ là như vậy. Cho nên á, anh vẫn dai dẳng trong cái người anh á, là có cái gì đó anh đã làm cho hai đứa nhỏ buồn. Tại vì anh quá thương con em. Em có biết anh thương nó tới mức độ mà chỉ cần thấy nhìn con nó vui là anh vui, là anh sướng à. Mà anh thấy nó buồn là anh ấy lắm. Anh nhớ có một lần anh với chị Đào đi diễn show ở trên, đi diễn show trên tàu đó em, ở bên Mỹ đó. Thì đi diễn show cả tuần lễ nữa, cái đợt đó cũng vào cái dịp hè. Thì anh cũng dẫn hai đứa nhỏ đi theo chơi với anh. Thì lần bên Mỹ em biết con cái nó ngủ mỗi đứa trong phòng, rồi nửa đêm nửa hôm mình đâu có vô phòng nó. Mình đâu có tự đợi động vô phòng nó. Thì cái kỳ diễn trên tàu đó thì trong gia đình anh thì ở trên chiếc tàu, trong một cái phòng. Rồi mỗi Vicky thì nằm trên giường, một cái giường, còn Tí Tẹo đỉnh giường, anh chỉ đào một giường. Em biết có một bữa anh nằm, anh dòm lên giường thấy anh nằm co ro rồi đó. Cái đi trong đầu anh nghĩ, trời. Mà cái năm đó là sau khi đi chơi là nó vô trường đại học đó, nó học đó. Nó trời, nó ở chung nhà với mình, nhiều khi nó buồn hay là nó vui mình còn biết. Nay mai này nó vô trong trường rồi, rồi nó có chuyện gì rồi, rồi ai chia sẻ nó đây. Cái anh coi vậy, anh cũng nói thẳng với em, tình cảm của anh đó, nó yếu đuối hơn chị Đào nhiều lắm. Em có biết nhà xảy ra chuyện gì chị Đào chỉ tính bơ của anh là người đàn ông khóc trước. Anh là người đàn ông khóc. Anh yếu đuối lắm, anh nhìn nó nói, chết cha, nay mai này nó không còn ở nhà nữa, nó ở riêng rồi. Rồi nay mai này nó có chuyện gì rồi sao? Anh nghĩ tùm lum tùm la hết. Là cái lúc đó là anh còn ở bên cạnh con mà anh đã còn lo xa vậy. Còn bây giờ đang tâm sự của một người cha đang ở xa con. Đang ở xa nữa. Nhớ con mà con lại chưa hiểu được cha nữa. Tụi nó chưa đều hiểu anh, mà bù lại may mắn thì anh cũng biết là bây giờ nó cũng ra trường, nó đi làm. Còn có an tâm một phần nữa là Tí Tẹo bây giờ, Sophia bây giờ nó vẫn còn đang ở chị Đào. Vicky thì cái máu nó mỹ hơn. Nó ra trường, cái nó lên đại học, cái nó ra, nó ở nội trú liền. Còn Tí Tẹo thì nó vẫn còn học gần nhà. Nó chịu khó, về nhà nó ở chứ nó không vô trường nó ở. Nhưng mà hai bé bây giờ có hay liên lạc với anh không? Thỉnh thoảng anh có nhắn tin. Anh nhắn tin? Không gọi điện không, mà chỉ là nhắn tin. Phải nói là bây giờ cái anh không muốn tụi nó thấy buồn nữa. Anh hiểu không? Khi mà anh nói chuyện thì anh sẽ trải lòng ra đóng hết giống như em vậy đó. Anh không muốn nó thấy được những cái đó. Nhưng mà có lẽ là giống như nãy giờ em đang cảm nhận câu chuyện là anh nghĩ là anh có lỗi với con. Xong rồi con anh chưa hiểu anh. Nhưng mà anh không muốn trải lòng để cho con nó buồn thêm. Anh chưa có thời gian. Anh đang đóng cái vỏ ốc của mình lại với lại những cái sự ngổn ngang, sự nhớ nhung của người cha dành cho con. Thỉnh thoảng anh nhắn tin. Sinh nhật hay là hay cần phiết hỏi cái gì anh nhắn tin, trả lời qua lại thôi. Anh chưa muốn nói chuyện. Anh muốn mặt đôi face to face. Cái lần face to face là cái lần anh về Mỹ. Là cái lần anh về Mỹ đó. Nhưng... cái lần là hôm anh nhớ là hôm trước Tết. Anh có chúc Tết lì xì hai đứa nhỏ.
Nhưng mà anh, em thấy anh đang là một người cha đang gặm nhấm cái tình thương đó theo một kiểu rất là không công bằng cho anh, cũng không công bằng cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ nó có quyền được biết cái tình thương cha dành cho mình và cái sự áy náy của cha trong cái câu chuyện mà cha mẹ không còn ở chung một nhà nữa. Anh biết không, có một cái câu là thời gian sẽ xoa dịu vết đau. Thì anh cần có một cái thời gian để cho tụi nhỏ thấy, tụi nhỏ suy nghĩ. Vì anh cũng cần cái thời gian, tại vì á, cái gì cũng vậy em, phải cần có thời gian. Miễn là cái lương tâm của mình sống như thế nào là mình biết thôi. Đối với anh thì anh không cần ai nói một cái điều gì hết. Anh không cần ai nói một điều gì hết. Cũng giống như hồi nào giờ anh về đây, báo chí hay là nhiều người ủng hộ, họ cứ hỏi là lý do. Anh chỉ trả lời một câu là hết duyên. Còn thương con anh hay như thế nào, tình cảm anh như người cha như thế nào, anh biết. Anh không cần phải đi phân minh với người này người kia. Nhưng mà anh, nhất là người nghệ sĩ mình mà em. Đúng. Người của công chúng. Đúng. Nhưng mà cách đây không lâu thì em thấy anh bằng cái trái tim của mình, anh thề là anh không yêu ai hơn hai đứa con của anh. Và trong cái lời thề đó nó rất chất chứa rất là nhiều nỗi lòng của người cha. Thì em không biết tại sao anh lại phải thề vậy, tại vì cái tình thương của cha với con đâu cần phải minh chứng. Sao là anh lại phải thề? Cái kiểu... đó tự nhiên xuất phát từ trong thâm tâm anh ra thôi. Nhưng mà hai bạn Vicky với lại Sophia có biết được là cha mình là người yêu mình nhất trên đời này không? Anh nghĩ tụi nó biết. Anh nghĩ tụi nó biết. Là tại vì anh không nói, nhưng mà những cái cách đối xử, những cái hành động, những cái gì mà anh làm cho tụi nhỏ thấy. Đó là cái lý do em thắc mắc là tại sao đàn bà luôn luôn nói là mẹ yêu con, mẹ thương con, mẹ rất là lo cho con. Còn người đàn ông cũng thương, cũng dặn rất là nặng lòng vì con, nhưng mà cứ để tự ở trong lòng mình vậy. Không nói được em, đàn ông không nói được. Không ít lắm. Sao không nhưng nói Nhưng mà được anh không thế? Ngại ôm con anh nha. Anh không ngại hung con anh nha. Hồi đó anh ở gần lớn, anh cứ rịnh hung hoài. Cứ ôm nó hoài. Không ngại mà thường nước Mỹ thì cứ trên 18 em ơi, mỗi lần hung nó hay là nắm tay nắm chân nó mắc cỡ thì chết luôn á. Là bây giờ cũng ngại ôm ngại hung rồi phải không? Hình ngại hung rồi, nhưng mà đối với anh muốn hung mà nó đại khái là đó. Vậy đó là lý do tại sao mà thực ra về cái tình mẫu tử thiêng liêng, tình mẹ con người ta ca ngợi rất là nhiều và người ta nói rất nhiều, làm phim rất là nhiều, nhưng mà về cái tình cảm cha con á, để khai thác đó là một câu chuyện rất khó. Bởi vì những người cha có tình thương cho dù bao la tới đâu thì cũng nén chặt lại trong lòng mình. Thôi thì mình hiểu, con mình chắc có lẽ sẽ hiểu. Nhưng có những người con nếu cha không nói là sẽ không hiểu. Bởi vì sao? À, giống như em, nếu em không có hiểu anh, em không phải là người đã từng trải em hiểu anh, thì em với một cái đầu non nớt của một cô bé 19 tuổi hay là 25 tuổi, em được sự bảo bọc yêu thương của cha mẹ trong bao nhiêu năm, tới giờ em sẽ hỏi là sao ba không cố gắng thêm chút để mình có đủ gia đình. Thì anh cũng không muốn giải thích luôn. Em là người thứ hơn chục khuyên anh cái điều đó. Anh không giải thích khuyên con người luôn. Đó anh nghĩ sẽ có sẽ đến lúc anh ngồi nói chuyện với tụi nhỏ đàng hoàng. Tại vì trong cái thời gian vừa qua, anh cảm nhận được là nó mới là một. Và thứ hai, chưa đúng lúc để mình thuyết phục. Anh, em hiểu ý nói không? Em hiểu ý anh. Giống như trên cái bục, anh không biết giải thích với lại em với lại mọi người như thế nào. Người ta thường nói á, trong cái sự việc mà hai vợ chồng ly hôn nhau á, đàn bà được thương nhiều nhất, được binh nhiều nhất. Người ta hay nghĩ đàn ông phải có cái này, có cái kia, là mối này nọ. Nhưng mà người ta không đi sâu vô.
hồi nãy giờ á, người ta chỉ nhìn ở bên ngoài, ồ đó là vậy vậy, đây đó là vậy, người ta phán xét là như vậy. Không lẽ bây giờ anh đi phân minh từng người, ồ tôi với vậy vậy phải vậy vậy, thì cũng giống như bây giờ kêu con anh lại nói đàn ông không làm chuyện đó em. Đàn ông không làm chuyện đó, bởi vì đàn ông không đưa ra một cái biện minh là mình không sai trong câu chuyện ly hôn. Em chỉ nói là câu chuyện ly hôn mình sẽ thành một cái câu chuyện tích cực là chúng ta đã nắm tay nhau đi hết con đường đẹp nhất rồi. Đến lúc đó không thể đi được nữa thì mỗi người đi một con đường riêng sẽ hạnh phúc hơn cho cả hai. Đúng. Còn cái đó là duyên phận, đó là có những sự hiểu lầm hoặc là không hiểu lầm hoặc những ngã rẽ, đó là về duyên phận thì mình không có nói. Và cái chuyện người lớn đó nó không ảnh hưởng đến cái câu chuyện tình thương với những đứa con. Nhưng bản thân em giống như anh Minh đang là ba của em đi. Nếu em đang hiểu lầm như vậy, em đang giận anh Minh như vậy, em tổn thương vì một cái gia đình của em không có tròn như vậy, nhưng mà tại sao ba không giải thích với con? Một ngày ba im lặng là một ngày con tổn thương, và một ngày con đặt câu hỏi tại sao ba không giải thích. Em biết tại sao không? Tại sao không giải thích không? Tại vì hai đứa con anh đó, tuy nó 20 mấy tuổi, tuy nó 10 mấy tuổi, nhưng mà cái suy nghĩ của nó đơn giản lắm. Thì đơn giản mới càng không suy nghĩ phức tạp được, để hiểu anh. Nó không va chạm nhiều. Nó như thấy là ồ, nó thấy ba mẹ nó chia tay nhau, rồi anh không còn ở trong nhà, anh đi ra ngoài. Nó như thấy như vậy thôi. Cho nên sẽ có lúc anh nói, sẽ có lúc anh nói. Một người cha đặc trưng là có tình thương rất là nhiều, nén trong lòng lại. Đó là lý do tại sao mà chúng ta rất là ít nghe những cái lời cảm ơn những người yêu thương của những người cha dành cho con, hoặc là những người con dành cho cha. Bởi vì á, khi em học về cái khóa tâm lý á, khi mà giống như là những đứa trẻ nó lớn lên như vậy nè anh, khi em soi lên nó tình yêu thương, em cho nó trái tim, em vẽ lên trái tim và em nói cái câu I love you mỗi ngày, mẹ yêu con mỗi ngày, thì bây giờ rõ ràng con em vừa nó lớn lên, Mom, I love you. Con chào Mom, con đi ngủ. Con hôn Mom, Mom nhớ ngày mai về ôm con nha, yêu Mom. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện trao đổi bình thường của những người phụ nữ. Nhưng mà những đứa con giống như là con đã được nghe rất nhiều lời yêu thương từ mẹ. Con đã thấy những cái sự hy sinh của mẹ. Sau khi đổ vỡ thì mẹ vẫn ở bên cạnh con, nhưng sau khi đổ vỡ con không thấy ba bên cạnh con nữa. Con cũng không thấy cái lời yêu thương của ba dành cho con nữa. Con không thấy động tác yêu thương của ba dành cho con nữa. Thì con bị hurt, con bị tổn thương. Thì với em thì mày phải dạy, mình phải giải thoát cái suy nghĩ của các con đặt câu hỏi. Tại vì em đã từng có những cái thời gian trông chờ, mình càng trông chờ cái lời giải thích mà cái bên đó càng im lặng thì mình lại càng bị mỗi ngày mỗi tổn thương nhiều hơn đó anh. Cái sự giải thích em nghĩ là nó không phải là ở cái thời điểm nào mà để giải tỏa tâm lý cho cả anh nữa, cho cả các con anh nữa. Là bây giờ em nghĩ là các bé, nếu anh đã nói như vậy, anh đã trào nước mắt khi anh nhắc về cái chuyện này, thì em nghĩ là có con cần, rất là cần cái lời giải thích hoặc là một cái tình thương, hoặc là chỉ biết là ba vẫn ở đó, ba vẫn thương mình, ba vẫn thương mình, yêu mình nhất trong cái cuộc đời của ba. Điều đó là đủ để cho các con tự tin là cho dù ba với mẹ có đi đường nào, có kết thúc ra sao, thì ba với mẹ mình vẫn là những cái người lớn, tình yêu thương lớn nhất của ba mẹ. Còn anh em thấy là anh để dành, anh chưa biết thời điểm nào anh nói. Bản thân anh cũng tổn thương luôn, các đúng, con anh cũng tổn thương luôn. Anh biết không, nhiều khi anh ngồi suy nghĩ sẽ tới một ngày nào đó hai đứa nhỏ nó hiểu anh, rồi cha con đi chơi với nhau như thế nào. Cái điều đó là cái điều anh mãn nguyện nhất. Dĩ nhiên là anh phải nói cho em, phải nói hết những cái tâm tư hay những cái suy nghĩ gì cho con hiểu chứ. Nhưng mà anh nghĩ sẽ có lúc, chưa phải bây giờ. Thật sự chuyện ngại nói ngày hôm nay với chủ đề Father Day đã đưa đến một cái câu chuyện rất là lắng động cho quý vị khán giả. Bởi vì câu chuyện một cái tình yêu thật là lớn của một người cha. Chúng ta chưa có hiểu được cái câu chuyện của những người con. Tại vì thực ra cái ngày Father Day đáng lẽ là cái ngày tôn vinh của những người cha. Nhưng bây giờ chúng ta đang nghe tâm sự chất chứa của người cha dành cho con mình. Thì rất là hy vọng nếu cô Xuân Lan biết rằng hai bé Vicky với lại Sophia đang xem chương trình này, thì rất là hy vọng hai con sẽ thương ba Minh,
sẽ hiểu hơn là cái câu chuyện ba và mẹ là cái câu chuyện của người lớn, sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tình yêu dành cho các con. Nên các con hãy kết nối với ba Minh đi, đừng để ba Minh sống trong những cái ngày mà nhớ thương con như vậy. Nhìn rất là, thật ra nãy giờ anh khóc em muốn khóc theo nhưng mà em phải kềm. Thực ra là em rất là mong có một cái câu chuyện để cho, tại vì cái tình yêu thương mà từ trái tim đến trái tim là cái câu chuyện cảm nhận được cái sợi dây kết nối thiêng liêng đó, nó không ấy được. Nhưng mà tự nhiên bây giờ vì cái sự ngại nói, bây giờ anh hiểu tại sao em sử dụng cái chuyện ngại nói, vì cái sự ngại nói, cái bày tỏ tình yêu của mình với con hoặc giải thích với con, nó là câu chuyện mà ba cũng tổn thương, con cũng tổn thương, rồi có những hiểu lầm chung quanh. Cho dù thế giới ai nói gì thì nói, cho dù chung quanh ai nói gì thì nói, cái tình yêu thương của mình và cái trái tim của mình là cái điều mình nên chia sẻ các con mới hiểu. Tại vì như anh nói, các con lại còn cái là câu chuyện suy nghĩ rất đơn giản, rất là ngoan, được bảo bọc bởi cha mẹ, thì những cái sâu xa, những cái tinh tế để cho hiểu, thấu hiểu về cha, nếu anh không nói, em nghĩ là các con không hiểu được những cái tấm lòng của anh như bây giờ đâu. Sẽ nói với em, anh sẽ nói. Chương trình mình ngừng chứ? Dạ. Ok, thì thôi, trước khi chia tay với lại Xuân Lan, chia tay với lại quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Ngại Nói, thì Xuân Lan cũng cho anh gửi lời cảm ơn em. Dạ. Đã nói gì thì nói, em đã tạo điều kiện cho anh lên đây nói những cái tâm tư nguyện vọng trong lòng của anh. Anh cảm ơn em đã cho anh tham gia chương trình này. Thì chia tay khán giả thì cũng chia tay rồi, thì anh nghĩ là con anh nó không coi chương trình này đâu. Bắt nó coi thì nó sẽ coi, nhưng mà cho dù coi không coi gì, anh xin phép mượn cái chương trình này, anh muốn nói với lại Vicky and Sophia, I love you. Thôi, anh hy vọng cái chương trình này, hồi nãy anh nghĩ là con anh sẽ không coi, nhưng mà anh chắc chắn là con sẽ coi, và nó sẽ coi. Vicky, Sophia, bạn nhớ tụi con lắm. Sorry em. Yeah. Vicky and Sophia, nếu con xem đến đây thì con biết là thực ra ba con rất là thương con và rất là nhớ con. Những cái câu chuyện của người lớn, ba mẹ đều yêu thương con. Thì cô hy vọng rằng cô cũng giúp cho con hiểu hơn về ba. Và cô rất là mong rằng ba con sẽ được đón nhận cái tình yêu thương của hai đứa, để cho cái câu chuyện, cái tình cảm thiêng liêng ở trong cái ngày Father Day này, mọi người sẽ hạnh phúc và mọi người sẽ nói được trong cái tiếng của trái tim mình là I love you. Em rất là cảm ơn anh Minh đến đây để chia sẻ những cái cảm xúc như thế này. Quý vị khán giả thân mến, ngày của cha, ngày Father Day, chúng ta đừng quên gửi những lời cảm ơn đến những người cha của mình. Hoặc là chúng ta hãy nên tôn vinh những người cha của mình, bởi vì nếu không có cha thì không có chúng ta ở trên đời. Có những người cha có những cái
có những cái cơ hội để gần con, chăm sóc con. Có những người cha không có cơ hội gần con để yêu thương con. Đó là một cái điều rất là thiệt thòi. Nhưng không phải những người cha đó là xấu. Những người cha đó đáng được trân trọng, đáng được hiểu, thấu hiểu và đáng được yêu thương. Cũng có những người cha ở trên đời này đang chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha để có được cái tình thương của con mình. Thì hy vọng rằng chuyện Ngài nói của ngày hôm nay sẽ kết nối lại tất cả những tình yêu thương đó, để chúng ta biết trân trọng những cái thứ gì chúng ta đang còn, để một lúc nào đó, một cái ngày nào đó, cuộc sống vô thường, cha mẹ mất đi, thì lúc đó khóc cũng không còn kịp nữa. Tại vì không biết trước được điều gì, nên hãy trân trọng tất cả những cái tình cảm ở thời điểm hiện tại, và hãy yêu thương, hãy nói những lời yêu thương và đón nhận yêu thương thật nhiều. Chúc cho mọi người có một ngày Father Day thật là hạnh phúc. Em thật sự em rất xin lỗi anh Minh, bởi vì em đặt anh vào trong một cái tình huống khó khăn như vậy. Rồi em cũng cảm ơn anh rất nhiều đến đây để chia sẻ với em, với lại quý vị khán giả, những cái tình cảm thực sự của mình, để mọi người cảm nhận, mọi người cảm xúc, và mọi người sẽ ý thức được là nhiều khi lâu lắm rồi mình chưa nói những cái lời yêu với cha và với con của mình. Em chúc anh sẽ sớm có những cái tín hiệu đặc biệt để cho anh vẫn là một người cha hạnh phúc và đáng tự hào nhất trên thế giới. Còn riêng ngày hôm nay thì anh chỉ muốn nói em câu là anh ghét em. Em làm cho anh nhớ con quá. Em xin lỗi. Bây giờ chơi thôi, anh cảm ơn em đã cho anh lên cái chương trình này. Cảm ơn em. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chuyện Ngài nói với Xuân Lan xin khép lại ở chủ đề Ngày Father Day tình cha con. Hẹn gặp lại quý vị vào chủ đề sau. Đừng quên khung giờ phát sóng của chuyện Ngài nói vào lúc 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Xuân Lan Official. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.